xuống để hỏi thử coi cái giá cả sao ha. Giá thì sao? 550 là bao nhiêu? 40 phút hả? Thì chở đi dọc xuống dưới kia hay sao? Dạ đúng rồi, đang kia cái chương trình ca múa nhạc xem biểu diễn truyền thống và tham quan khu tích trường dừa. Bây giờ cứ đi ra đó là mình sẽ thấy họ biểu diễn ngoài dạ, đó. Đúng rồi, người ta hát cho mình nghe, mình lên muốn giao lưu mình lên mình hát còn À có nghĩa là dừng ở đâu ngoài đó rồi mình mới lên đó để mình coi người ta biểu diễn. Dạ, dạ. Tất cả trên truyền thống hết. Ờ trên truyền thống hết. Dạ. Ồ, hay quá ta. Bê nghĩ sao? Đây là trải nghiệm. Mời các bạn cùng đi trải nghiệm thuyền thúng với hai mẹ con Tiên nha. Ở đây có nhiều dịch vụ hay là khác nhau? Nhiều dịch vụ. Dạ. Mỗi công ty mỗi khác. Dạ. Nhưng mà cái nơi trình diễn thì là một cái chỗ thôi hay là nhiều chỗ khác nhau? Nơi trình diễn là cũng giàu vô một chỗ. Dạ. Hôm nay thời tiết đẹp nha. Ừ. Nhà nó những cái gió là. Dạ. Đó, ba anh đang đua kìa. Vừa dày đặc luôn á. Ồ vui quá. Thì khi mà làm ra được những cái dịch vụ như vậy là tạo công ăn việc làm cho người dân à, rất là hay luôn, mà du khách thì rất là thích luôn. Vui quá. Gió mát thiêu thiêu, trời nắng đang ngồi trong cái thúng. Đây giới thiệu anh Khe nha. Anh Khe đang lái nha. Chào anh Khe đó. Người lái đò tài ba. Ai người lái thúng tài ba chứ. Rất là nhiều người đi thuyền thúng. Ai cũng thích á, ai cũng hồ hởi phấn khởi hết á. Đằng xa xa kìa, xa xa rất là nhiều thúng luôn á. Nghe hát hò rất là vui ngoài kia rồi. Đây, quay một vòng cho mọi người xem nha. Thấy dừa không? Các bạn thấy dừa nhiều không? Tại vì ở đây có cái tên là làng dừa, cho nên xung quanh là dừa không đó. Hồi nãy còn thấy nguyên một đàn cò trắng dày đặc đậu ở trên cành dừa đó các bạn. À vui quá con gái ơi. Nếu các bạn có dịp đến rừng dừa Bảy Mẫu, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp sông nước với những hàng dừa xanh dọc hai bên. À, cái dòng kênh như vậy nè các bạn. Tiên phải nói là không có cái gì mà còn đẹp hơn á các bạn, khi mà được đi giữa hai dãy dừa hai bên á, không có thể diễn tả nổi đâu các bạn ơi. Khung cảnh nó nên thơ, rồi không khí thì nó mát, rồi cái tiếng nước nó vỗ, rồi nhìn thấy mấy trái dừa nước hai bên á các bạn, trời ơi thích lắm luôn á.
con gái PB của Tiên đó thì rất là thích khám phá và rất là thích trải nghiệm, cho nên đã đi qua thúng của anh này để cho ảnh xoay. Trời ơi, Tiên nhìn mà Tiên sợ quá. Tiên sợ con gái PB lọt sông. Nếu như các bạn đi Đà Nẵng và trên đường đi đến phố cổ Hội An thì sẽ gặp rừng dừa bảy mẫu, rất là nhiều người tham gia chơi thuyền thúng, thì có thể nói là cả mấy trăm thúng, rất là đông luôn đó các bạn. Từ khách Hàn Quốc, khách Việt Nam cho đến khách Tây, khách Tàu, ở khắp ngõ ngách của những rặng dừa đổ ra tập trung vào để xem biểu diễn đó các bạn ơi, vui lắm là vui luôn á. Không khí rất là sôi nổi luôn. Sung quá, lấy chèo sung dễ sợ. Dạ yeah. À, dừa sông nè, dừa nước nè, rồi dừa nè, rồi thuyền nè, cảnh hoàng hôn, gió thì mát. Chà vô Hàn Quốc đi đông ghê mày ha. Người lớn tuổi đi cũng đông chứ, không thấy người trẻ, người lớn gì cũng đi. Cái này là phát sinh đoàn, năm nay là 7 năm. À, 7 năm rồi đó. Trời ơi, vậy mà bây giờ em biết rồi. Em biết trải thay được nhiều không? Dưa này là tháng này thì đưa 4 triệu. 4 triệu hả? Như ở Đà Nẵng mình, như Quảng Nam vậy 4 triệu mà sống được không anh? Ở đây là Quảng Nam đây. Dạ, Quảng Nam. Vậy 4 triệu lương và anh đủ nuôi vợ con không? Nếu đó thì cái đồng ý cũng đủ chứ. Con rửa rồi đi khó cái đề mình đi 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 nhà rồi khách rồi cho tiền cà phê cà phố rồi coi như mình chắc mình nhờ cái tiền khách cho chứ cái lương này nó chỉ ổn định thôi, nhờ cái tiền khách là cho thêm. Mẹ Tiên có muốn chèo thử không kìa, thấy ai anh Tây đang chèo thử kìa. Không muốn thử hả? Thử coi cảm giác chèo thuyền thúng như thế nào. Bê thử đi mẹ, quay cho chứ mẹ không biết quay. Đó, chú đưa cho thử kìa. Thử đi. Đó. Thử đi. Quay đi. Đó, cứ quay đi mẹ. Cố lên. Trời ơi, sao nó nặng dữ vậy? Tập thể dục mà. Đâu dễ đâu. Trời ơi, như hồi nãy em cứu hộ nó coi dễ gì mà thúng đó. Dạ. Bật cái bao mới biết. Có làm mới biết, không dễ đâu nha mọi người. Nó đi vòng vòng rồi, chết rồi, nó đi vòng vòng rồi. Nó đi vòng vòng rồi mọi người ơi, ôi, chết cha, đi vòng vòng rồi. Quên là chỗ này, cho nó đi qua lại. Trời ơi, coi mình quên kìa. Mình quên mắc cười quá. Ờ, thấy mấy người mà quên thúng, họ quên vòng tròn này là hay lắm. Họ quên tròn tròn hay lắm mọi người ơi. Thôi, để anh nghe lấy về.
được thử một chút cảm giác lái thuyền thúng. Hoàng hôn đẹp quá, đẹp, trời đẹp quá đẹp. Dạ rồi. Em gửi cảm ơn anh nhiều. Cảnh đẹp ha, mình đi giấc này cảnh đẹp ghê á. Cỡ phao đi. Dạ, tới đây được cởi rồi. Thùng nữa không? So, các bạn nếu mà có đi Đà Nẵng, Hội An á, thì nhớ tới Làng Dừa để đi thử cái thuyền thúng nha, vui lắm á. Khung cảnh rất là thanh bình luôn, rất là khác, một cái cảm giác rất là khác. Quá trời thúng. Hoàng hôn đẹp mà ha. Rồi bây giờ mình vô rồi, mình đến phố cổ Hội An là vừa rồi. Trời cũng vừa sập tối xuống là phố cổ Hội An bắt đầu lên đèn. Dạ, thì bây giờ là bắt đầu đi vào phố cổ Hội An chơi nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Tiên nha. Mong là các bạn sẽ thích và ủng hộ kênh của Tiên bằng cách nhấn nút thích và nút đăng ký cho kênh của Tiên nha các bạn. Tiên cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye. Cảm ơn rất nhiều đã xem video của Tiên. Bye bye.